việc phân chia vào độ tuổi nó sẽ hơi khó, mà thực ra nó sẽ phân chia vào cái động cơ cũng như cái độ sẵn sàng cho một hoạt động, mà cụ thể cái hoạt động này là hoạt động sống thử. Và như vậy thì chúng ta thấy cái dạng đầu tiên đó là không có chuẩn bị cái gì hết trơn á, thường thì rơi vào độ tuổi trẻ là nhiều nhất. Trẻ ở đây có nghĩa là thậm chí có những cái sự việc đau lòng giống như Phương nói là teen đấy, thì rõ ràng luật pháp không cho phép nhá. Rồi sau đó là cận teen, tức là mãn teen rồi, nhưng mà vừa mãn thôi. Đó là còn trẻ, có thể là vừa bắt đầu chớm nở cuộc đời sinh viên, thì bạn bè mình nó sống thử, cái mình thấy nó cũng vui vui, cái mình thấy thay vì hẹn nhau đi chơi thì thôi bây giờ tụi mình cứ ở chung nhau, thì nghĩa là nó không hề có một cái sự chuẩn bị nào cả cho việc sống thử, thì là một dạng đầu tiên. Và dạng này thì thường nó để lại những cái hệ lụy mà khó nói lắm. Cái thứ hai, dạng thứ hai đó là có một sự chuẩn bị nhưng mà chưa thấu đáo, tức là cũng bắt đầu tính toán à giờ ở chung là phải gom tiền nha, rồi tiết kiệm chi phí tiền phòng tiền ăn, rồi đi chơi thì cũng đỡ hẹn hò, rồi nói chung là nó cũng thuận tiện cho rất nhiều những cái khác của một cặp đôi yêu nhau, nhưng mà một cái nhìn xa hơn về mặt chiến lược thì chưa nói, thậm chí không bàn luôn. Thì đây là dạng thứ hai, nó cũng có những cái hệ lụy nhưng mà nó sẽ bắt đầu giảm hơn so với dạng đầu tiên. Và dạng thứ ba là thực sự những người ta vô cùng chín chắn, và cái việc sống thử lúc này chỉ đơn giản nó khác với sống thiệt ở chỗ là tôi chưa làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng mà ý thức về một cái trách nhiệm đối với thành viên của một gia đình nè, rồi làm sao để cái gia đình đó nó thực sự tồn tại nè, mặc dù là nó chưa được cái sự công nhận của pháp luật, nhưng mà ý thức của cả hai đã rất là gắn bó với nhau về điều đó, rõ ràng là dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình và nghĩ những chuyện xa hơn cho một gia đình, thì thông thường cái dạng này thì cái độ bền vững nó rất là cao, và người ta cũng có những cái cách hành xử mà khá là hợp chuẩn cho một cái mô hình gia đình, chứ không phải lúc này sống thử là hoàn toàn là tội nợ đâu. Thì dạng thứ ba có vẻ nó sẽ tích cực hơn. Thì nếu như nói về nguyên nhân để dẫn đến việc sống thử, nó cũng sẽ rất tương đồng với ba cái nhóm này luôn. Đó là đầu tiên cái nhóm mà mình tạm dùng cái từ mà các bạn trẻ hay dùng là trẻ trâu đó, nghĩa là bạn em làm thì em cũng làm, thấy nó cũng vui, nói chung là yêu nhau thì cặp kè với nhau, ở chung với nhau, gần nhau. Thì nó sẽ đi từ nguyên nhân mà ở đó các bạn ấy không có chế ngự được cảm xúc của mình. Và đặc biệt đó là dùng đúng cái từ bạn Duyên hồi nãy là trào lưu, là mốt. Tức là do là bạn bè đồng trang lứa, cái tuổi này rất là trẻ, cho nên là cái hoạt động chủ đạo của các bạn là hoạt động giao lưu bè bạn, và cái sức ảnh hưởng của bạn bè cực kỳ lớn. Chúng ta dùng một cái từ mà gọi là tâm lý đám đông đó, tâm lý bầy đàn đấy, là thường rơi vào trường hợp này. Cái nguyên nhân thứ hai đó là với những cái cặp đôi lớn hơn, có một sự tính toán thấu đáo hơn một chút thì nó ngoài cái chuyện yêu nhiều hay yêu ít, yêu thiệt hay yêu giả, nhưng mà trước hết là có yêu rồi. Sau đó thì đến cái nhóm này thì không chỉ yêu không là sống chung, tại có nhiều người ta yêu ta cũng đâu có sống thử, thì nó liên quan đến chuyện là lợi ích về kinh tế, tiền nhà giảm, tiền chợ giảm, tiền ăn giảm, tiền đi chơi giảm. Bên cạnh đó đó là muốn trải nghiệm cái cuộc sống, là mình muốn hiểu nhiều hơn về người mình yêu, muốn khám phá cho hết. Và sau đó thì cũng dẫn đến một vài sự vụ là hơi hụt hẫng và đau lòng khi mà khám phá cho nó hết. Rồi và cái dạng thứ ba, họ thực sự là muốn trang bị cho mình một cái kỹ năng toàn diện để bước vào đời sống hôn nhân thực tế. Đó thì trên thực tế lúc này giấy đăng ký kết hôn đó hình như nó chỉ có hiệu lực khi họ nghĩ đến việc là mình sẽ sinh một đứa con, chứ nó không mang tính ràng buộc nhiều nữa, bởi vì lúc này họ đã thực sự tự nguyện với cái gia đình đó rồi.